Game hôm nay chúng ta sẽ tô tượng Elsa. Yay! Wow! Đây là một bức tượng có hình Elsa thật là xinh đẹp. Bây giờ chúng ta chỉ cần tô màu lên và trang trí cho Elsa nữa. Wow, bức tượng này giống hệt như cái búp bê Elsa bên đấy. Wow, rất là dễ thương. Rồi chúng ta hãy quan sát phía sau của cái hộp này nha. Wow, tuyệt vời các bạn ơi. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ cắt ra thôi. Chúng ta sẽ dùng cái kéo này để cắt keo ra nha. Rồi, đây này nữa. Sao cứng quá vậy à, còn keo đây nữa. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái này ra nữa. Rất là nhiều keo. Rồi nha, chúng ta sẽ lấy ra nha. 1, 2, 3, sao cứng quá vậy. 1, 2, 3. Yeah. Rồi, các bạn ơi, cuối cùng cũng đã ra rồi. Rồi, lấy tượng ra nha. Elsa ơi, ra đây đi Elsa. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Wow, gương mặt nhìn y chang như của Elsa bên đấy. Đẹp quá. Rồi, các bạn có biết cái bức tượng này đi làm gì không? Bức tượng này là một cái đồ để chúng ta bỏ ống đấy. Chúng ta sẽ để những tiền đồng vào đây ha. Rồi, dưới đây có một cái lỗ. Và ở đây là một cái nắp. Rồi, các bạn sẽ để vào đây và ép lại. Wow, rất đẹp. Rồi bây giờ chị Bi Đỏ sẽ tô cái phần áo này cho Elsa trước nha. Chúng ta có thể dùng bản hướng dẫn hoặc chúng ta có thể tự thiết kế màu áo cũng được. Ok, ở đây chị Bi Đỏ sẽ dùng màu xanh. Wow, rất nổi bật. Cái phần phía trên sắp xong rồi các bạn ơi, chúng ta hãy tô ở trong góc này nữa. Các bạn nhớ tô cẩn thận nha. Wow, tuyệt vời. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dơ xuống dưới phần váy, cái phần ở phía dưới ha. Đây các bạn tôi từ từ để nếu không nó sẽ dính vào những cái phần khác thì váy của chúng ta sẽ không được đẹp ha. Ok. Rồi, vậy là áo của Elsa đã xong các em. Áo bên trong đã xong ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tô bên ngoài thôi. Yeah, bây giờ tô cái áo khoác ở bên ngoài. Rồi, chị Bí Đỡ sẽ dùng màu xanh nhạt hơn để tô cái phần ở bên ngoài nha. Wow, đẹp quá. Rồi tới phần tay áo bên đây nữa. Rồi các bạn hãy cho chị Bi Đỏ biết là bạn nào đã xem bộ phim Frozen rồi thì hãy để lại comment và cho chị Bi Đỏ biết nha. Và cho chị Bi Đỏ biết là cái phần nào trong bộ phim được các em yêu thích nhất. Chị Bi Đỏ thì thích cái lúc mà Anna đi tìm Elsa và gặp được Kristoff. Và hai bạn đó đã đi tìm đến chỗ của công chúa Elsa. Và bị cái gì đó, cái người tuyết khổng lồ đó, nhìn giống như là monster gì đó. Và hai bạn đó chạy. Chị Bi Đỏ thích nhất là cái phần đó ha. Các em hãy thích phần nào thì hãy cho chị Bi Đỏ biết nha.
bạn hãy vào và subscribe trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé. Đấy, các bạn có thấy những cái bông hoa tuyết đã nổi lên không? Đấy, chị Mina đã thấy rồi đấy. Có rất là nhiều hoa tuyết trên váy của Elsa. Đấy, vì Elsa là nữ hoàng băng giá mà, đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuống cái phần phía dưới này nha. Wow, váy của Elsa trông thật là kiêu sa và quyến rũ. Wow, đẹp quá. Rồi các em hãy nhìn đây. Wow, rất tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để kim tuyến lên nha. Đấy, vì cái áo của Elsa có kim tuyến mà, đúng không? Rồi, chị Mi Đỡ sẽ dùng cái màu kim tuyến này và chúng ta sẽ tô lên áo của Elsa nha. Chúng ta sẽ cho kim tuyến hết toàn bộ cái váy ở bên trong luôn nha. Đấy, cho nó nổi bật lên. Để các bạn cũng có thể dùng những cái màu khác để phá cách, để phá cách váy của Elsa cũng được. Những video tiếp theo chị Bí Đỡ sẽ dùng những cái màu khác và chúng ta không cần phải theo cái khuôn mẫu mà chúng ta có thể khám phá những cái màu khác. À, biết đâu nó sẽ đẹp hơn thì sao, đúng không? Rồi, chị Bí Đỡ sẽ tô xuống đây nữa. Rồi bây giờ chị Bí Đỡ sẽ dùng màu vàng này để tô tóc cho Elsa nha. Vậy là chị Bí Đỡ đã tô tượng Elsa xong rồi. Yeah, tuyệt vời. Rồi, video của chị Bí Đỡ đến đây là hết rồi các em. Các em có thích video này không? Và nhiều video về tô tượng Frozen, gái trên kênh Good Morning Việt Nam. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.